me the strength to chase out evil. Mình xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã đến với video của mình. Và mình là Sa Tỷ. Hôm nay mình chơi Lauriel nha mọi người. Để mình cướp rừng hầm hố bên kia. Rồi, có một bạn rồi. Nhưng mà bị ca hay sói đâu á. Thôi đi về. Vẫn hết, ủa hết mana luôn rồi. Rồi, mình cũng đi về luôn chứ mình hết mana. Đây đứng múa nè. Our Slayer Lane Tower is under attack. Be humble. Như cây còn đứng trước chắc chắc có chưa cuối chuẩn bị sấy vô rượu. Xem mẹ mày có tới 2 AD luôn là Hayate với cả Van Heel. Ra đi ăn con bọ này không? Đến đây không ổn rồi. Như tên bạn biết cho mình đây. Ra dụ dụ với Illinois. Trời ơi, chiêu cứu cây hy sấy đau thiệt luôn á trời. Lui lui đi đừng có vô trụ làm gì. Đi về đó nha trời. Phải bên vô mới công tim mình nhảy vô rồi kêu là xe mít không vô nữa. May our cause prevail. Định đi vô cuối cục máu nhưng mà thôi khỏi, hai gia ta tới rồi. Ui, giờ ăn cục máu là máu hồi nhiều hơn. Máu gì hồi gần, hết cây gần đầy cây luôn nè. Đây mình sẽ tranh thủ lấy cái trụ mít đi. Mà lóc tới chưa? Ok. Là thừa quá là trâu. Thôi thấy đứng đó là tự nhiên có thấy có điểm ấy. Ê ngon, tiện quá mở chú cuối ra. Gì vậy? Mày lóc bị sao vậy? Mày lóc bị mạng lát hay sao? Và đi ra chút xíu khi có đồng nó chuẩn bị quật. Giờ mình sẽ damage. Ăn con cua nè. Cố lên, anh em còn chút xíu máu kìa. Ủa sao ma lóc đứng yên tại chỗ là sao? Trời sao nhanh hết mana vậy ta? Huh.
Đừng nói mày lóc áo cao nha. Chín ca hi rồi nhưng mà không vô được. Hai con rỉ xương xương thôi chơi mình hết mà nào. Trời ơi, tao mít hết mana đây mà không cho mít gì hết. Mình đi về, đi về. Team mình có Tai Chi với cả Arthur quá là trâu đi. Không sao mệt mà Tai Chi sao máu mỏng vậy? Có ba cục vậy? Arthur đâu? Arthur thì trâu trâu chút xíu. Giờ bắt A đây. Giờ tìm lại tìm mình sẽ cố ăn con bên con. Rồi tìm người ta chắc đi ăn rồng. Trời ơi, bị làm chậm sinh mệnh ghê vậy. Anh heo đằng sau nè. Rồi giờ cuối game rồi, Kay có đồ lĩa chứ cuối đâu lắm. Thêm mình băng trụ luôn hả? Có băng trụ không nè? Rồi team mình không băng trụ rồi. Cố lắc léo nè, cố lắc léo. Trời ơi, không được rồi. Trời, nãy team mình đông quá mà có mình với lại Elando. Trời, Arthur quá là trâu nhưng mà Arthur vẫn không chạy được. Hayate đang yếu máu rồi. Hay là Hayate không ta? Thôi đi dọn lính thôi. Chờ team mình ra. Thôi. Mất rượu dưới rồi sao? Thôi mình đem. Ủa mà tìm bạn mấy ở đây hả? Có cái hy nè. Rồi sao mày chạy đây? Rồi. Ra mít đi. Còn mình đang mình đứng bên cái trụ mít mà tự nhiên lại bị vô cái con bùa làm gì không biết. Dẫn ở đây cho cao cao đi. Cố lên tay. Ôi xe Arthur. Rồi vô đây. Cướp con Blue. Light the way for me.
cái con lính này bắn cũng đau lắm nha. Lui lui lui. Rồi hai AD ở sau đây hả? Trời lui ra. Trời ơi xíu nữa là xỉu rồi. Đỡ nó Valok mà bắn thêm một. Ơi. Ủa hồn chết nãy mà tưởng là Valok mà quẹt một quẹt thôi là cũng đủ đi đời rồi á. Đây là sẽ biến về đây. Đây biến về có dù mà. Thấy cho đẹp. Lên thôi, lên thôi. Team mình ăn kinh công không? Kinh công, kinh công. Con kinh công mùa này máu quá là trâu đi. Rồi trước khi đăng kinh công phải lo dọn lên mít đây chứ mình sợ mất cái đường mít quá. Ôi lách nhẹ nè. Nãy giờ có thanh tẩy chưa dùng đó nha. Rồi có rồi. Ghê thiệt, thêm bạn biết sạch rồi nè. Thầy mọi chữ cuối là đứng búa nha. Chuẩn bị vô búa à. Rồi biến về. Đây, cảm ơn mọi người đã xem video nha. Give me wisdom to see the truth.